Hiện tại các bác có thể gọi em Hương là vua eco được các bác nhé. Hiện tại bây giờ trong tay em Hương có rất là nhiều eco sport số tự động bản titanium, đặc biệt là 5 chỗ ngồi gầm cao, không chỉ có màu trắng này, màu đỏ này, em còn có cả màu titanium các bác nhé. Ở đây là một chiếc xe eco sport với lớp sơn màu là màu gì nhỉ? Màu đỏ mận các bác nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Ở bên ngoài ảnh nó sẽ tươi, ở bên ngoài sẽ tươi hơn một chút trong video các bác này. Eco Sport 2016 số tự động với động cơ trang bị 1.5. Và em này là máy eco nhá. Em có màu lâu này, màu trắng này, và trước mắt các bác là màu đỏ ở đây. Bác nào đang quan tâm hay họp phong thủy về màu nào, về dòng eco thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em. Kết nối qua Zalo số hotline 0354602790 để em Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Em này thì vẫn còn nguyên hai khóa khiển các bác ạ. Eco là còn nguyên hai khóa khiển luôn. Đây các bác này, bác chủ cũ giữ gì rất cẩn thận luôn. Mua xe về giờ mới về đến đây mà không cần phải dọn rửa thêm bất cứ một cái gì, mà nhìn xe đã đẹp rồi nhé. Eco Sport 2016 số tự động đẹp. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen có đèn gầm. Mặt lưới tản nhiệt đặc trưng của dòng Eco này, biển 23 nước sơn màu đỏ đẹp. Xi nhan thì được tích hợp trên gương. Em này đăng ký đăng kiểm còn dài nhé, tháng 1 2024. Cũng giống như chiếc xe Eco màu trắng em quay đấy ạ, thì em này cũng là một dàn lốp Michelin dây 2016 1.5 số tự động đẹp các bác nhìn này. Lốp lắp rất là dày luôn. Phanh ABS chống bó cứng, xi nhan trên gương. Nếu như mà con màu trắng là đèn pha là đèn bi thì con này là đèn halogen nhá. Xi nhan trên gương và cũng là bản Eco Sport số tự động ạ, 8 túi khí an toàn bản titanium. Có kệ bước chân lên xuống rồi, khi mà nhà mình có trẻ nhỏ và người già thì kệ bước chân lên xuống đi sẽ hợp lý hơn, không bị hõm chân khi mà đi xe nó gầm cao như này các bác nhé. Màn hình có đầy đủ cho em màn hình Android cảm ứng này, đề lỗ thông minh. Về nội thất bên trong thì con đỏ và con trắng này không khác biệt nhau quá là nhiều, vì với cái đời này các bác rất là gìn giữ luôn. Túi khí an toàn trang bị từ áo ghế cho đến các khu vực cột kèo bên đây và bên đây. Phía trước vừa chân vô lăng có cửa sổ trời cho em nhé. Đề lộ khởi hành start top điều hòa em nó là auto. Táp ni em này, táp lô đây. Các bác nhìn này, cái vân hoa của táp lô nó sẽ khác những dòng xe khác này. Thảm rối, thảm phía dưới là thảm cao su này. Ốc nhái thì không hề bị vặn mở luôn. Sáng choang luôn các bác nhé. Eco Sport 2016 số tự động đẹp, máy eco siêu tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ trang bị 1.5, 445 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt lộc lá thêm cho các bác nhà mình khi đến xem xe nhé. Bản số tự động này là bản titanium thì sẽ có cho em cửa sổ trời và 8 túi khí an toàn. Hôm trước em bán trước màu xanh đấy là bản trên thì sẽ không có túi khí an toàn, và em nó là số sàn. Còn đây là số tự động ạ. Thảm cao su này, vừa dễ dàng vệ sinh này, vừa không bị ám mùi khi trời mưa hay là chân tay có lên ướt át thì mình dễ vệ sinh các bác này. Và quan trọng là gì đây ạ? Ốc nhái chưa hề vặn mở nhá. Và điều đặc biệt là riêng cái gầm này bác chủ cũng còn cẩn thận dán hết phim, dán thêm cách âm, cách ồn ở phía dưới sàn các bác nhé. Nếu như em nói qua thì các bác không nghe thấy đâu, không hiểu đâu, nhưng đây các bác nhìn này, đây ở phía dưới luôn. Khi nào bác nào đến xem xe sẽ biết rằng em chỉ cần nói qua là cách âm, cách ồn phía dưới sàn nốt như thế này là các bác hiểu luôn ạ. Táp ly đây, đặc trưng của Eco táp ly hoa như thế này, không bóng không mòn. Riêng phần này là phần da mềm cao cấp, còn đây là phần mạ chrome nhé, đây là chrome rồi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, thêm 2 loa chép nhỏ vừa xinh nghe nhạc giải trí này. Một dàn lốp đều là lốp Michelin dày. Lốp mít này là dòng xe lốp chống ồn, đi bền và tốt nhất trong những dòng xe, trong những dòng xe cũng là dòng lốp các bác nhé. Đấy, hai khóa khiển còn nguyên này, hai khóa khiển còn nguyên. Phía sau xe có cho em là 4 mắt cảm biến va chạm. Em này thì biển 23, cam lùi, cam hành trình có rồi. Phím mở một trạm thông minh ở khu vực khoang cốp này. Cũng giống như Eco trắng ạ, thiết kế đặc trưng của Eco là mở cửa ngang. Ốc nhái này, zin đẹp toàn xe luôn, 5 chỗ ngồi gầm cao chân dài cho những bác nào yêu thích sự khỏe khoắn này. Mà giá chỉ trên 400 thôi các bác nhé. Khoang hành lý khá là khí tưởng luôn. Ông vua đô thị mà các bác ơi này. Dụng cụ tăng kích nốt này, sàn bệ từ những cái bấm đinh đán này, các bác nhìn chỉ có mê thôi. Tài chính trên 400 thì mua Eco là chuẩn giá luôn các bác nhé, chuẩn luôn. Đèn cốp này, đèn cốp phía sau xe này, mở cửa ngang này. Riêng phần keo chỉ của cốp nó sẽ gập xuống, dòng Eco nó sẽ gập như thế này chứ không phải chạy keo chỉ như dòng xe khác đâu ạ. Lớp sơn màu đỏ đẹp cõng trên lưng một cái ba lô này chính là lốp sơ cua dự phòng đấy ạ. Dụng cụ tăng kích nốt ở bên trong rồi. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến, có cam lùi đầy đủ cho em. Một dàn lốp mít dày Eco Sport 2016 số tự động đây ạ. Xe chuẩn chỉ mua gia đình nhá, có video mua trực tiếp của bác dân để lại cho em Lê Hương ạ, để lên đời xe. Đơn giản là lên đời xe thôi.
Đối với nhiều người bác thì đây là một cái sự lựa chọn liền mơ ước cố gắng khá là lâu. Nhưng đối với nhiều bác tài chính cao hơn thì đối với dòng 5 chỗ gầm cao lại chưa đủ mục đích bác đi dùng, lại muốn lên 7 chỗ cơ, muốn lên Santa Fe, muốn lên những dòng xe máy dầu cơ các bác ạ. Đấy nên là bác đấy không dùng nữa nên để lại cho em Hương nhé. Chỉ số gương kính các bác nhìn này, tất cả đều là liền đời theo xe này. 2016 số tự động đẹp, full lịch sử hãng luôn, thiếu nhắc bảo dưỡng bảo hạnh đình kỳ vẫn mới làm xong. Mới làm xong các bác nhé. Ở đây thì còn có cho em là cổng sạc 12V, phía dưới cũng có một chiếc giống như chiếc màu trắng ạ. Cửa sổ trời này. Cụm đèn pha là auto tự động cho em. Eco Sport 2016 đây ạ. Bác nào quan tâm cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn này. Ốc nhái quay chi tiết không bỏ sót một chi tiết nào. Một video em sẽ quay chi tiết làm sao khi để truyền tải với các bác nhà mình. Đây, bẹ tì tay chống mỏi, đồ cá nhân này. Bác có để củ tỏi này, nhà có con nhỏ để củ tỏi đi đường để tránh những điều không hay này. Đây các bác nhé, keo chỉ zin này, các cái lốt cắt, lốt thoát nước tròn xoe, vuông đét, không hề có một dấu hiệu gì xét nào. Máy số zin, xe tư nhân sử dụng, Eco Sport 2016, giá chào bán 445 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt lọc thêm cho các bác nhà mình. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có đầy đủ cho em rồi các bác nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của xe các bác nhé. Xe gia đình nó có phải xịt đét luôn. Zin đẹp toàn xe này, máng nước hai bên này, từng con ốc nhỏ nhất. Phần cái gì nhỉ? Ốc của lắp cabo cũng vậy, không hề có dấu hiệu của vặn mở này. Nước làm mát, cụ giảm chấn hai bên. Từ phần tai đèn em cũng quay nhé, nước làm mát sáng choang luôn. Máy của em nó đây, đối với dòng Eco thì bộ máy của em nó hơi hầm hố một chút, lên nhìn nó sẽ hơi khó nhìn. Nhưng mà em đã test hết rồi, thợ nhà em đã kiểm tra hết rồi. Zin đẹp toàn xe luôn. Cụm đạp phanh ABS nằm gọn gàng này, từ ốc số, ốc máy lắp dàn cò còn zin đét luôn. Đây còn zin đét luôn các bác, em chỉ rửa qua bằng nước thôi. Chỉ rửa qua bằng nước thôi là quay video luôn các bạn. Chưa ngày hôm nay chưa có đúng không ạ? Hôm nay là lên luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt này, riêng phần keo chỉ của lắp cabo và lắp cốp của Eco em đã nói rồi, nó chạy khác không như những dòng xe khác đâu. Nó chỉ đơn giản là gấp vào thôi. Bác nào đang quan tâm về siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport số tự động, giá chào bán là 445 triệu full option rồi. Số tự động 2016 xe tư nhân 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, cảm biến va chạm phía sau 4 mắt, xi nhan trên gương, 8 túi khí an toàn và cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có đầy đủ nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng về video 5 chỗ ngồi gầm cao SUV Eco Sport 2016 bản Titanium. Bác nào đang quan tâm về Eco thì hiện tại em có 3 chiếc này, đỏ, trắng và lâu. Để lại số điện thoại nếu như với tầm tiền trên 400 các bác mua dòng xe gầm cao, đời cao các bác nhé. Kết nối Zalo cho em ạ, 0354602790. 24/7 luôn đợi các bác nhà mình để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.